Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Trick Shop. Thì như các bạn đã có thể thấy trên bàn là chúng ta đang có rất nhiều gom ở đây mình đang có bốn chai gom. Lần lượt chúng ta sẽ có oxit mới đúng rồi, đây là phiên bản mới này. Chúng ta sẽ có oxit 1, chúng ta sẽ có Forte và chúng ta sẽ có Tigi. Đây là bốn chai gom và hôm nay mình sẽ cùng các bạn giải đáp cho câu trả lời. Liệu chúng ta có nên sử dụng không hay không? Trước khi mình trả lời câu hỏi này thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem là gôm là gì. Gôm thì về bản chất các bạn hoàn toàn có thể hiểu nó. Đây là một sản phẩm tạo kiểu tóc và khóa kiểu tóc, khóa nếp tóc dành cho mái tóc của bạn. Nó được cấu thành bởi chủ yếu nước, chất kết dính và cồn. Đây là những thứ chủ yếu mà chúng ta có mặt trong một sản phẩm gôm. Và ngoài ra đối với những loại sản phẩm gôm cao cấp mình đang có đấy, nó sẽ có thêm cả dưỡng, nó sẽ có thêm cả mùi hương, nó có nhiều loại lắm. Nhưng mà chủ yếu ấy, thường đối với cả các dòng sản phẩm gôm khi mà chúng ta sử dụng ấy, nó đều đem lại cho chúng ta độ giữ nếp rất cao trên mái tóc của ta. Tất nhiên tùy thuộc vào liều lượng sản phẩm các bạn sử dụng lên mái tóc thì chúng ta sẽ có một cái độ giữ nếp mà chúng ta mong muốn đó là một cái khái niệm cơ bản về gôm mà mình nghĩ các bạn nên biết trước khi chúng ta trả lời câu hỏi này và chúng ta sẽ có bao nhiêu loại gôm để chúng ta có thể sử dụng đây lại là một câu hỏi rất hay để mình sẽ trả lời các bạn ngay chúng ta sẽ có rất nhiều loại gôm rất nhiều hãng khác nhau nhiều độ giữ nếp khác nhau ví dụ như ở đây mình đang có gôm oxit đi chẳng hạn đây có thể là một ví dụ điển hình dành cho anh em nam giới tại thị trường việt nam đây có thể được coi là một trong những phiên bản sản phẩm rất nhiều anh em công sở sử dụng sản phẩm này nó đem lại cho chúng ta độ bóng nó đem lại cho chúng ta độ giữ nếp và nó giúp chúng ta ổn định cũng như là khóa form tóc bên cạnh đó thì tigi cũng như vậy nhưng mà nó đem lại cho chúng ta cái vai mùi trẻ hơn nhưng mà hai sản phẩm này mình đã để đây biểu tại sao đối với forte và đối với oxit một mặc dù cũng là oxit đấy nhưng mà oxit một lại đem lại cho chúng ta sự mềm mại cái sự thoải mái đúng rồi gần như các bạn có thể coi đây là một sản phẩm xịt tạo bóng một chút xíu độ giữ nếp thôi còn đối với forte thì đây là một sản phẩm rất tơi đúng rồi có một con gôm khi mà xịt lên tóc nó sẽ cho chúng ta cảm giác nó tơi nó sạch nó mịn và rất ít bạn biết đến hai cái dòng gôm như ở đây thì mình cũng muốn nói cho các bạn luôn chúng ta sẽ có những sản phẩm xịt tạo bóng tạo độ tơi, độ sạch cho mái tóc và vẫn sẽ giúp chúng ta giữ nếp một cách tự nhiên. Còn đối với cả forte thì đây sẽ là một sản phẩm gôm để các bạn thể lùa tay hoặc thậm chí đối với con gôm này nó không tạo nhiều dính đến cái mức mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những loại sản phẩm gôm này trực tiếp lên mái tóc của bạn luôn mà các bạn không phải quá lo lắng về cái việc là tác động trực tiếp lên mái tóc. Độ kết dính cũng nhờ cái cồn của sản phẩm nó sẽ gây ảnh hưởng đến mái tóc của bạn. Đó là một số những điều mà các bạn nên lưu ý. Và ngoài ra chúng ta cũng sẽ có một loại gôm nữa như mình đang có đây. đây là gôm nước của men men đúng rồi. Với gôm nước thì chúng ta được loại bỏ đi một cái khá hay đó chính là chúng ta loại bỏ đi ga. Với ga thì các bạn có thể biết là đối với những chai gôm dạng xịt này ấy, đây là một trong những cái điều không thể thiếu bởi vì là không có ga nó không thể phun ra được nhưng mà đối với gôm nước sẽ loại bỏ đi được hoàn toàn ga tất nhiên chúng ta sẽ phải tập cái cách sử dụng làm sao để chúng ta có thể sử dụng một cái liều lượng hợp lý này cũng nhà vòi pump sẽ phải ấn liên tục chưa phải là giữ một lần rồi chúng ta sử dụng một lần sản phẩm đủ như những cái chai gôm có ga mình đang có ở đây đúng nó sẽ là một trong những cái rất là hay để những bạn nào có những sợi tóc yếu ấy loại bỏ đi cái ga loại bỏ đi cái lạnh thì từ đó cái mái tóc của chúng ta nó sẽ được tác động với cả trực tiếp và nước và chất kết dính nó hơi lâu khô một chút nhưng mà nó sẽ an toàn hơn với tóc của bạn còn tất nhiên bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn trả lời câu hỏi là liệu chúng ta có nên sử dụng gôm hay không đối với bản thân mình thì mình sẽ rất ít sử dụng thậm chí là hạn chế sử dụng ngoại trừ với những gì đặc biệt thì mình mới sử dụng thôi còn không với một sản phẩm gôm thì mình nghĩ là mình ít động vào lắm bởi vì đối với bản thân mình ấy, khi mà mình trải nghiệm và sử dụng một sản phẩm sắp tóc ấy mình cần cái sự linh hoạt ở trên cái form tóc của mình đúng rồi nó vẫn phải đem lại độ giữ nếp cao nhưng mà cái cảm giác lùa tay vào vẫn sẽ là cảm giác mình rất tôn trọng cái cảm giác khi mà mình được sử dụng một sản phẩm sắp tóc mình cảm nhận cái sản phẩm đấy nó có nhẹ hay nó có nặng trên mái tóc của mình thì đấy là một trong những điều mình rất tôn trọng tóc mà nó đem lại cho mái tóc của mình đấy cũng chính là do tại sao mình rất ít dùng gôm là bởi vì vậy bên cạnh đó nữa thì cái việc sử dụng gôm nó cũng sẽ gây ra vấn đề cho mái tóc của mình đó chính là nặng đầu đúng rồi bởi vì cái mái tóc của mình vốn dĩ nó rất là nặng rồi rất là dày rất là nặng rồi mà khi mà mình sử dụng gôm lên nữa thì mái tóc của mình nó sẽ bo nớt thêm phần nặng và ngoài ra với một cái vẻ ngoài cứng cáp cũng như là đóng cục của một sản phẩm gôm thì nó cũng không tạo cho mình được một cái cảm giác mà mình ưa thích mình thích cái gì đấy nó tự nhiên mình thích cái gì đấy nó cong cong nó phải có cho chúng ta cái sự tự nhiên một chút xíu thì gôm loại không đem lại được cho mình điều đấy và tất nhiên cũng phải tùy sản phẩm gôm nhá ví dụ như là những con gôm mà đem lại cái sự tự nhiên như thế này cho mái tóc thì mình lại rất hay sử dụng bởi vì tại sao nó tự nhiên còn đối với cả những con gôm mà đóng hòn đóng bê tông như này thì mình lại khá là ít sử dụng đấy cũng chính là lý do còn đối với chúng ai mà chúng ta cần có một cái sự an toàn trên mái tóc tức là khi chúng ta bước ra đường ấy, chúng ta cảm thấy mái tóc của chúng ta nó lung lay nó không có sự chắc chắn chúng ta cảm thấy không tự tin thì đây sẽ là một trong những trường hợp mà chúng ta cần phải sử dụng gôm thậm chí là sử dụng rất nhiều gôm bởi vì tại sao những cái sản phẩm gôm xì tóc đem lại độ cứng cho mái tóc như này ấy. nó lại tạo độ liên kết này cho mái tóc của bạn nó lại giữ được cái vẻ đẹp trai của bạn nó lại ổn những cái form tóc nó khóa được cái form tóc của bạn từ đầu ngày đến Tận cuối ngày mà các bạn không phải quá lo lắng về mái tóc của bạn thậm chí là các bạn cũng chẳng cần phải lùa tay lên mái tóc để chúng ta có thể cảm nhận được độ giữ nếp và cảm nhận được độ cứng sản phẩm để làm gì cả nó là dư thừa đúng rồi đây cũng là một điều hay của gom khi mà chúng ta sử dụng vào cái nếp của tóc của chúng ta được khóa tất nhiên tùy vào lực lượng sản phẩm các bạn có thể có độ giữ nếp khác nhau nhưng mà đối với những bạn nào mà hay đội bảo hiểm ấy, thì mình vẫn khuyên các bạn nên sử dụng ít thôi để việc tạo kiểu lại sau khi đội bảo hiểm nó sẽ diễn ra đơn giản hơn đặc biệt là những bạn tóc chìa đúng rồi những bạn tóc chìa với những bạn tóc chìa thì mình nghĩ các bạn nên cần sử dụng gom nó là một trong những cái trường hợp rất là cần thiết bởi vì tại sao với những cái nền tóc chìa đôi khi những dòng sản phẩm sắp tóc của chúng ta ấy, nó sẽ không có đủ độ kết dính để nó có thể duy trì được cái form tóc của chúng ta ổn định theo thời gian dài ví dụ vào một ngày chúng ta đi họp đi làm hoặc đi chơi chẳng hạn chúng ta sẽ không thích cái vấn đề là cái sợi tóc của chúng ta nó bị chỉa vảnh lên nhìn nó bị rất là xấu và trong những trường hợp như vậy thì gom nó sẽ hoạt động rất là tốt trên nền tóc của bạn với cá nhân mình là người ít sử dụng gom thì mình lại gặp một vấn đề như thế này đó chính là không có thì thiếu mà có thì lại thừa với những dòng sản phẩm gom thì chúng ta sẽ có nhiều size khác nhau mình luôn ưu tiên sử dụng những cái size nó nhỏ nhỏ xinh xinh gọn gọn như thế này tránh sử dụng những cái size to như này bởi vì là mình sử dụng xe to rất là lâu còn đối với những cái xe nhỏ đấy thì mình dùng khoảng tầm hai ba tháng là hết thì nó sẽ phục vụ cho mình cái vấn đề nhỏ gọn và tiện lợi còn đối với những em nào có thói quen và chúng ta sử dụng nhiều gôm trong một ngày mà chúng ta tạo kiểu tóc ấy thì mình vẫn khuyên anh em là buổi tối về chúng ta nên sử dụng một hai giọt tinh dầu hoặc là đơn giản chúng ta sử dụng một sản phẩm dầu xả để chúng ta có thể bù lại độ ẩm cho mái tóc để mái tóc của chúng ta sang ngày hôm sau lại tiếp tục khỏe như mới sẵn sàng sử dụng các dòng sản phẩm tạo kiểu để cho mái tóc của chúng ta và nhớ nhá đối với các dòng sản phẩm gốc xịt này nó sẽ có ga cho nên khi mà các bạn sử dụng cho quá trình sử dụng ấy chúng ta sẽ gặp vấn đề là tóc của chúng ta sẽ bị khô dần theo thời gian nếu chúng ta không chăm sóc nếu nếu chúng ta không sao đúng rồi bởi vì đến thời điểm hiện tại thì đa phần cồn ở trong các cái dòng sản phẩm gồm này sẽ là cồn thực phẩm cho nên chúng ta không phải quá lo lắng về cồn nhưng mà cái ga sẽ là cái làm lạnh mái tóc của chúng ta cho nên các bạn nhớ là chúng ta nên bổ sung một chút xíu độ ẩm để duy trì cái sự dẻo da cho mái tóc và để duy trì cái sự mạnh khỏe cho mái tóc của chúng ta nhá và tất nhiên qua clip này thì mình cũng phải đúc kết lại cho các bạn luôn Gôm liệu có cần thiết sử dụng hay không có cá nhân mình vẫn đánh giá rất cao cái tính thực dụng của một sản phẩm gôm đem lại cho chúng ta độ ổn định cao giữ nếp tốt và khóa phòng tóc của chúng ta rất tốt có thể chúng ta sẽ sử dụng không đều nhưng tủ đồ chúng ta nên có một chai nhá